Xin chào quý vị và bạn, đây là những cái hình ảnh mới nhất của chiếc Hyundai Accent 2020 uh, mới được uh, ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Và thưa bạn thì cũng trong năm nay uh, Hyundai dự kiến sẽ ra mắt cái phiên bản Accent này tại thị trường Việt Nam. Cái phiên bản mới này là một cuộc uh, lột xác mạnh mẽ về thiết kế cũng như là đường nét táo bạo. Uh, về ngoại hình thì uh, có lưới tản nhiệt, hình uh, thác nước. Đây là một trong những cái đặc trưng của Hyundai. Ngoài ra thì uh, phải kể đến uh, uh, bộ la răng uh, hợp kim 16 inch hai tông màu cũng như là cụm đèn hậu nối liền với nhau uh, tạo thành những cái điểm uh, nhấn uh, đáng chú ý. Bên trong chiếc uh, Accent 2020 này là không gian nội thất uh, được nâng cấp với uh, cụm đèn uh, uh, kỹ thuật số LCD 12,3 inch và màn hình uh, giải trí cảm ứng 8 inch đặt nổi trên uh, mặt táp lô. -no. Hiện tại thì uh, Hyundai Accent được uh, trang bị uh, động cơ xăng 1.4 lít cho công suất của nó là 9 8 mã lực và mô men xoắn cực đại là 132,4 uh, Nm. Người dùng uh, có hai cái sự lựa chọn hộp số đó là hộp số sàn so cấp hoặc là hộp số tự động. Một số công nghệ uh, an toàn được nâng uh, cao trang bị ở trên uh, chiếc uh, Ascent 2020 bao gồm là uh, giảm thiểu va chạm phía trước, uh, cảnh báo mất tập trung, hỗ trợ uh, uh, giữ làn đường. Tại Trung Quốc hiện tại thì mẫu xe này uh, được bày uh, bán với giá là 72, 8.000 đến 96,8.000 nghìn nhân dân tệ tùy từng phiên bản tương đương với lại 240 đến 320 triệu đồng với giá Việt Nam vâng thưa các bạn thì giá cũng rất là hợp lý và những cái điểm nhấn về thiết kế về ngoại hình cũng như là nội thất và an toàn được trang bị đặt đến hàng đầu của chiếc cơ Hyundai Accent phiên bản mới này vâng nếu các bạn quan tâm đến kênh vua xe của chúng tôi và để cập nhật những cái tin tức, những hình ảnh cũng như là những video mới nhất của chúng tôi thì rất mong quý vị và các bạn có thể ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới và những video hot mà vua xe gửi đến quý vị và các bạn. Vua xe xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.